nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời làm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẻ chia không ta. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui, hãy yêu thương vun đắp trên đời vì phụ nữ. Ôi giời ơi, đi thế này. Ôi anh Hợi đấy hả? Ông đi kiểu gì đấy? Kiểu gì? Ông suýt nữa thì làm gãy lưng tôi đấy. Có ông suýt làm gãy lưng tôi thì có. Mà sao nhà tôi, ông vào nhà tôi làm gì? À, nhà đâu? Ở đây là ngoài đường đấy chứ có phải nhà đâu. Ôi uống được say à? Quá rồi. Thôi về đi. Bác ơi, chào thế hả bác ơi? Ồ ngoài đường. Đây, à? Đây. Hà nào nhìn em này quen. Sao cứ nhà ông say đấy? Hả? Say đâu mà say? Tỉnh như này mà bảo say? Đôi tỉnh. Tỉnh. Bác ơi. Hả? Em uất hận lắm. Có chuyện gì? Có chuyện tức là tại cô này. Bác, một ngày cháu sinh thêm một đứa con gái nữa. Suốt ngày ông ấy say xỉn như thế này này. Người không là người, ngợm không là ngợm. Ông như vậy. Thế làm sao? Có chuyện gì? Ai đời nào đẻ toàn bướm bướm. Em bảo phọt thêm một thằng con trai không chịu phọt. Thôi được. Cứ thích say đấy, làm sao? Tôi cứ say đấy. Cô mà đẻ cho tôi một thằng con trai tôi không say nữa. Này. Hứa luôn, hứa. Này nhưng mà anh Hợi ơi. Bây giờ là sinh đẻ có kế hoạch. Mỗi gia đình ấy là chỉ có từ 1 đến 2 con thôi. Và lại trai gái thì đứa nào nó chả là con mình. Hôm nay bác được phân công đi tuyên truyền sinh đẻ kế hoạch à? Ôi trời ơi. Ai lại thuê một cái ông 4-5 con gái để đi tuyên truyền thì ai nghe? Đấy, nó là thế đấy. Nhưng mà này, cái thời của tôi là nó khác. Còn bây giờ khác. Bây giờ là thời nào rồi mà anh lại trọng nam khinh nữ như thế? Em cứ thế đấy. Sao? Cứ dài đấy. Còn cô nhá, tôi nói cho cô biết đó. Tuyên bố câu xanh dần đây này. Cô mà không đẻ nhá thì tôi... Thì làm sao? Ông làm gì tôi? Tôi teo đấy, cô làm gì tôi? Tôi cứ teo này, tôi teo. Ôi luôn. Teo. Ôi, thôi. Bác ơi. Yên tâm, tôi sẽ đi theo anh ấy nhé. Về gọi con ra đây nhé. Con ạ? À? Con ơi. Kính thưa họ hàng tông ti hai bên nội ngoại. Kính... cô gì chú bác. Cô gì chú bác nữa, đúng. Ông nhắc đúng. Kính cô gì chú bác. Kính thưa các loại kính. Chỉ tại con không sinh được con trai, thế cho nên là chả thiết sống nữa. Hôm nay quyết định nhảy sông teo. Xin một ngụm ăn. Tôi muốn chết tôi mới cần uống chứ ông à. Sống ông uống làm gì? Xin một ngụm. Tôi chết từ uống. Này, xin ngụm. Thôi được rồi, uống nhanh để tôi còn chết. Uống ít thôi. Trời ơi. Wow. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Làm gì? Tôi biếu ông đưa dép về đi cho nó đỡ phí. Tôi lấy dép của ông làm cái gì thôi? Tôi ạ. Tôi đi tự tử đây. Cái gì? Tôi ấy, có mỗi đôi dép này là gia tài quý nhất. Tôi ấy, thì tôi chả tiếc gì. Thôi tôi đi tự tử. Ông phải... Bỏ ra mà. Ông phải nói rõ nguyên nhân tôi mới cho ông chết. Nói. Tôi đẻ được 5 cô con gái. Mãi mới tỏi ra được một thằng con trai. Trời ơi, con trai sướng quá. Tôi muốn trả được cái này. Sướng khổ cái gì? Nói. Trộm cắp này, nghiện hút này, mới ra tù được mấy hôm, nó đã kề dao vào cổ tôi này, nó đòi tiền. Thôi mà con trai mà làm gì? Thôi, tôi đi tự tử đây. Không được tự tử. Nghe tôi nói đây này, ông phải hết sức bình tĩnh, việc gì cũng có cách giải quyết cả. Thì tội gì mà lại đi chấm mình xuống đây? Ngài bình tĩnh. Chúng tôi biết hết chuyện gia đình ông rồi. Có một thằng con trai hư hỏng chứ gì. Vâng. Nếu gia đình mà không dạy dỗ được thì cứ giao cho chính quyền, giao cho xã hội người ta giáo dục. Có vấn đề gì đâu mà mình lại phải làm thế này. Họ uốn nắn đâu vào đấy hết. Cứ giao cho họ. Nhớ, không phải tự tử gì cả. Ba
bác còn 5 người con gái nữa cơ mà. Ủa bác mà như thế này thì người thân đau buồn lắm ạ. Trời ơi, 5 cô con gái hạnh phúc nhất rồi đấy ông ơi. Có cả một con trai nữa cơ. Ủa, thế thì còn gì bằng nữa, thôi được rồi. Nhá, đi về nhà. Tôi nghĩ ra rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ quẩn. Thế à? Đấy, bây giờ bác nói, vợ chồng cô chú này nói, tôi mới nhớ ra. Thôi, tôi bình tĩnh rồi. Tôi không nghĩ tư tưởng nữa đâu. Tôi xin phép ông tôi đi về nhá. Thế nhá. Ông ấy tặng. Cho tôi xin, cho tôi xin. Cho rồi. Thôi, nhưng mà tôi không đi tự tử nữa. Tôi về đây. Nhớ nhớ, không được tự tử vâng, nhá. Vâng, vâng. Gia đình hạnh phúc, vâng, không được tự tử nhá. Vâng. Chả sao cả, ông kia. Anh nghe đây. Nhìn thấy gương chưa? Tỉnh, tỉnh lắm rồi bác ạ. Có muốn đẻ thêm nữa không? Em không đẻ thêm nữa. Này, này, theo tôi ý, con nào thì cũng là con. Miễn là chúng nó ngoan ngoãn, chúng nó thành người tử tế là được. Mà đây này, này con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn thế này còn muốn thế nào nữa? Dạ vâng. Hả? Bác nói quá chuẩn ạ. Không quan trọng là con trai hay con gái. Cứ miễn là con mình ngoan ngoãn tử tế là nhất trên đời rồi. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui. Hãy yêu thương vun đắp trên đời vì phụ nữ là số một. Vì phụ nữ.